Thì tự nhiên hôm nay mình lại có hứng làm một cái video chỉ về chạy xe côn tay. Thì đây lại tiếp tục thêm một cái video hướng dẫn chạy xe côn tay qua đường ray. Nói thôi chứ cái đường này nó cũng hơi khó một chút xíu cho các bạn xử lý. Những bạn mà lái mới thì các bạn sẽ khó xử lý, tại vì cái cua ở chỗ này mình đi tới thì nó hơi gấp. Mà nó đã gấp rồi nó còn lên dốc. Nó lên dốc xong nó còn gặp cái đường ray. Đó thì nó hơi hơi căng một chút xíu. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel YouTube của mình. Mình là Ngọc Phước. Đây, tình ten. Bây giờ là 7 giờ sáng các bạn. Thì nay mình đi làm các bạn. Nhưng mà nay mình đi làm sớm hơn mọi ngày luôn. Thì tại vì sao hôm nay mình lại đi làm sớm hơn mọi ngày và nay tại sao mình lại cầm máy đi quay cho các bạn coi? Thì chính xác ra là tại vì hơn 2 tuần rồi mình chưa quay video để các bạn coi cả các bạn. Dạo gần đây thì mình bận quá, mình tăng ca liên tục. Công trình thì tới dồn dập nên là mình đi công trình riết luôn. Nên là cứ tới thứ bảy chủ nhật đồ các kiểu mình đâu được nghỉ đâu các bạn. Làm chủ nhật mà còn làm đến 8 giờ tối cơ. Nên là không có thời gian quay video cho các bạn luôn. Edit thì chắc là có, tại vì mình đang tham gia khóa học gì đó 21 ngày dậy sớm buổi sáng, hôm bữa mình có kể cho các bạn nghe đó. Thì mình sẽ ráng dậy sớm mình edit được cho các bạn coi được. Như kiểu tầm 4 giờ rưỡi mình dậy mình edit thì tầm 7 giờ là mình edit xong rồi, là mình đi làm được. Nhưng mà thời gian quay thì không có các bạn, tại vì là mình không có thời gian mà đi vòng vòng, đi từ từ để quay cho các bạn. Mà mình sáng ra cái là bù đầu bù cổ, mình chạy một cái dù đi xuống Bình Dương hoặc là đi ra Biên Hòa đủ các kiểu để đi làm. Nên là không có thời gian mà cầm máy quay, set up góc quay gì hay là nói chuyện cho các bạn được ha. Thì tới ngày hôm nay, chính xác là tới ngày hôm qua mình mới có thời gian rảnh để cầm máy đi quay cho các bạn. Nhưng mà ngày hôm qua thì bị cái là trời mưa, với lại là xe mình hôm qua thì nó cũng hơi dơ, mình không có rửa các bạn. 2 tuần trời mình không rửa xe nên là cái xe nó hơi dơ, nên mình nản, mình không có muốn quay video cho các bạn coi. Thì hôm nay, chiều hôm qua mình về, mình đi làm về thì mình rửa xe xong rồi hôm nay được ngày trời nắng đẹp các bạn, nên là mình cầm máy mình đi quay cho các bạn coi. Lâu lắm rồi các bạn, mình mới có cảm giác là tự chăm cái xe mình lại luôn á. Thiệt ra là đi làm nhiều quá xong rồi cái bỏ quên mất đam mê các bạn. Hôm qua mình rửa xe, tự rửa xe thì mình cũng chăm cái xe mình luôn. Mình xem là cái xe mình nó đang có cái vấn đề gì, nó đang bị những cái gì để mình fit nó luôn. Thì ngày hôm qua mình thấy được xe mình nó bị khá vấn đề rồi các bạn. Hiện tại xe mình là 36.000 cây ha. Và nó cũng bị khá vấn đề rồi. Thì bây giờ mỗi ngày mình chạy xe các bạn là cái xe nó kêu tiền chứ không phải là tiếng bô nó kêu nữa các bạn. Nói thiệt luôn các bạn, đó là xe mình nó bị hơi bị nặng rồi đó. Nhưng mà mình vẫn chạy thôi, mình vẫn ráng, khi nào mình rảnh thì mình sẽ fit ha. Hôm qua thì mình fit sơ rồi, vẫn còn một vài cái vấn đề thì mình chưa fit được. Tại vì cái này phải đem ra tiệm chứ mình không thể nào tự làm được các bạn. Đó chính là xe mình hôm qua mình phải chỉnh lại côn. Thì tại sao lại chỉnh lại côn? Không phải là chạy rà côn dữ quá mà cháy côn ha các bạn. Mà là cái xe mình, nếu như các bạn coi video của mình đó, thì mình chỉnh côn từ hồi xe mình 6.000 hay 9.000 cây ấy, mình không có nhớ lắm. Đó là từ rất lâu rồi, từ lúc mình mới mua xe các bạn. Mới mua xe được vài tháng á, thì mình đã chỉnh côn rồi. Và tới thời điểm hiện tại là xe mình 36.000 cây. Có nghĩa là gần 30.000 cây sau, mình bắt đầu mình chỉnh côn lại lần 2. Thì sau khoảng thời gian sử dụng các bạn, cái bộ côn của nó sẽ mòn dần đi và mình phải chỉnh lại làm sao cho nó phù hợp. Trời má, hết hồn ba. Đang đi tự nhiên cái tấp ngang quá à. Thì ngày hôm nay mình mới chỉnh lại côn á. À hôm qua chứ, tối hôm qua anh mới chỉnh lại côn á. Rửa xe xong thì chỉnh lại côn luôn. Thì chỉnh lại côn xong thì bây giờ cái côn mình nó hơi căng một chút xíu nè các bạn. Các bạn có thể thấy khoảng rơ vẫn có nè nhá. Đây là khoảng rơ nè. Và cái khoảng nhả côn của mình á, nó khác sơn so với hồi trước của mình. Tại vì mình quen cái kiểu của mình, hồi trước mình chỉnh rồi. Bây giờ mình chỉnh qua cái kiểu này á thì nó hơi lạ một chút xíu. Nhưng mà phải chỉnh như vậy thì nó mới cắt hết côn được các bạn. Cái lúc trước mình chỉnh thì vẫn cắt hết côn, nhưng mà sau khoảng một khoảng thời gian mình sử dụng á thì dần dần nó không cắt hết côn nữa, mà khi bóp lại á bánh nó vẫn quay, xe nó vẫn chồm tới. Nên là mình phải chỉnh lại, và chỉnh lại bây giờ thì cái côn nó hơi khác một chút xíu. Thì đây cũng là một cái lưu ý cho bạn nào mà chạy côn tay á, các bạn sẽ quen với cảm giác xe các bạn, các bạn sẽ quen với cái côn xe của các bạn chính của các bạn. Và qua những chiếc xe khác thì cái côn nó sẽ hơi lạ một chút xíu và các bạn có thể đề ba sẽ bị rà côn. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là các bạn thả đến mức đó thì các bạn nghĩ là như xe các bạn ha. Các bạn thả đến mức đó thì như xe các bạn là nó đã đi rồi. Nhưng mà xe người khác thì chưa chắc là đã đi. Nên là các bạn mớm ga luôn. Và cái đó gọi là rà côn. Tối hôm qua thì mình mới chỉnh xong đó các bạn. Mình chạy thử, mình lấy xe mình chạy thử thì mình thấy nó cũng
mình cũng hơi hơi bị như vậy, nhưng mà bây giờ thì mình cũng cảm giác lại được cái con xe mình rồi thì nó cũng đỡ hơn một chút xíu hen. Xíu nữa mình sẽ đi qua cái đường giao với đường ray, và một cái đường đó mình nghĩ là nó cũng khá là khó, và mình sẽ quay một cái video ở chỗ đó để mình chỉ cho các bạn cái cách mà qua đường ray mà cái đường khó nha các bạn, như thế nào cho nó ngọt ngào ha. Nhiều bạn chắc chắn là qua cái đoạn đó các bạn sẽ rà côn là cái điều đương nhiên luôn. Cái đường mình sắp nói đến đây á, nó là cái đường vừa cua gấp á các bạn, vừa cua gấp vừa lên dốc và vừa qua đường ray. Nó kết hợp của rất nhiều thứ khó khăn trong đó, nên là với những bạn mà chạy xe ít kinh nghiệm á, hoặc là chạy xe không để ý á, thì các bạn sẽ rất hay rà côn ở chỗ đó để dễ xử lý qua cái đoạn đó cho nó dễ các bạn. Nhưng mà nếu như mà các bạn rà nhiều quá mà đường nhà các bạn bị như vậy hoài á, thì khả năng cao là cái xe các bạn nó sẽ đi luôn cái bộ côn rất là nhanh. Nên là chậm nữa mình sẽ chạy ra đó rồi mình hướng dẫn cho các bạn cái cách làm như thế nào ha, để mà qua chỗ đó mượt mà hơn. Thì bây giờ mình sẽ nói trước cho các bạn, đó chính là mình vẫn áp dụng những cái cách mình chỉ cho các bạn trong những ngày trước thôi. Thì trước cái cua đó mình sẽ trả về số 2 hoặc số 1 tùy trường hợp thôi các bạn, nhưng mà đa phần á thì dốc cao đó nên mình sẽ trả về số 1. Rồi mình sẽ không bóp côn luôn ha các bạn, vặn ga và giữ đều ở mức ga đó, chứ không phải là các bạn thúc ga rồi bằng thòng nha các bạn. Các bạn giữ đều mức ga là các bạn sẽ qua được luôn. Nè, số 5 âm côn và nhả ra, trời má hết hồn ba, xích nữa là tắt máy xe luôn á. Thề gặp mấy cái pha mà mình đang nói chuyện xong rồi mình lười trả số nữa. Đây, để mình quay đầu lại để mình đi vô trong cái đường trong chợ thì nó mới có được cái dốc đó. Theo như mình thấy thì cái dốc này nó khá là khó đó, cái côn xe mình mới chỉnh đó các bạn, nên là nhiều khi mình chưa có quen, nên là nhiều khi mình qua cua đồ các kiểu mình vẫn hay bị rà côn á. Như xe bình thường của mình trước đây mình đang chạy ha, thì cái chỗ đó mình chỉ cần thả một chút xíu côn thôi, mình chỉ cần thả một chút xíu thôi là mình đã có thể bắt côn rồi. Nhưng mà cái đợt này á, thì cái xe mình phải thả xa hơn một chút xíu nữa thì nó mới bắt côn, bắt đầu nó mới bắt, nó mới chớm cái xe lên. Và như vậy á, thì mình không có quen nên là mình bị mớm một ít ga vào đó, thì người ta gọi là rà côn đó các bạn. Thì cái côn này mình mới chỉnh lại, nên là chắc là phải chạy hết ngày hôm nay, chạy một hai vòng gì đó thì mới quen được cái cảm giác xe và cảm giác côn, thì mới hết được cái hiện tượng đó ha. Thì bạn nào cũng vậy thôi, nếu như mà mới chuyển qua một chiếc xe mới á, thì chắc chắn là sẽ có hiện tượng bị rà côn. Nhưng mà quan trọng là ở cảm nhận của bạn, các bạn cảm nhận được, các bạn cảm nhận tốt á, thì cái thời gian rà của các bạn nó ít hơn. Đây là mình đang đi trong chợ nè, mình không biết cái chợ là cái chợ gì nữa các bạn. Đường chợ thì mình đã chỉ cho các bạn rồi, đó là cách đi đường đông đúng không? Đi đường đông thì các bạn cứ để số thấp thôi, đi số 1, số 2 gì đó. Rồi các bạn không cần phải bóp côn đâu các bạn giữ đều mức ga ha. Khi nào mà cần thắng thì các bạn thòng ga lại các bạn đạp thắng. Còn không thì các bạn cứ giữ đều cái mức ga, là cái xe các bạn nó tự nó trôi đi theo đúng với cái tốc độ của người đằng trước mình luôn. Thì tự nhiên hôm nay mình lại có hứng làm một cái video chỉ về chạy xe côn tay, thì đây lại tiếp tục thêm một cái video hướng dẫn chạy xe côn tay qua đường ray. Nói thôi chứ cái đường này nó cũng hơi khó một chút xíu cho các bạn xử lý. Những bạn mà lái mới thì các bạn sẽ khó xử lý, tại vì biết sao không? Cái cua ở chỗ này mình đi tới thì nó hơi gấp, mà nó đã gấp rồi nó còn lên dốc, nó lên dốc xong nó còn gặp cái đường ray đó, thì nó hơi căng một chút xíu cho nhiều bạn chưa quen ha. Ngược sáng rồi, đây nè, bên trên là đường ray nè các bạn, bên trên này mình chỉ nè là đường ray nè. Ở đây là đường hơi đông rồi nè các bạn. Bình thường mình không quay thì nó rất là ít xe. Đây trên này là đường ray nè các bạn. Bây giờ mình sẽ băng ngang cái đường ray này, thì các bạn có thể thấy nè, đây là cái đường chính đúng không? Giờ mình sẽ băng ngang qua nó thì mình phải lên dốc và mình phải vô cua đó, người ta đang cua đó. Thì các bạn có thể thấy nè, cái hẻm rất là nhỏ. Đây mình đang đi số 3 nè, mình sẽ trả về số 2 nè. Mình trả luôn về số 1 nè. Đó, vừa lên dốc nha, vừa cua rất là gắt nha, mà còn qua cái đường ray nữa nè các bạn. Đó, các bạn thấy không? Thì cái công việc của các bạn á, nó phải xử lý tổ hợp rất là nhiều công việc trong cái việc đó. Đó chính là các bạn phải trả số, các bạn phải vào cua, và các bạn phải ngâm được một mức ga ổn định, thì cái đó mới qua được cái cua đó ngon lành được. Chứ còn nếu như mà các bạn á, mà không xử lý được cái vấn đề là vô cua, giữ ga, mà các bạn còn trả số trong lúc đó nữa, thì các bạn sẽ khó để mà có thể làm được, và lúc đó các bạn sẽ phải rà côn là điều đương nhiên. Nên là cái cách của mình, cái tip của mình á, đó chính là trước khi các bạn đến cái cua đó, đúng không, cách cái cua trước khi bạn vô cua á, thì các bạn nên trả về cái số các bạn mong muốn chạy lên. Thì tùy thôi, ví dụ như là các bạn đang chạy tốc độ hơi cao một chút xíu ha, không phải như mình hồi nãy ha,
mà là đường vắng, các bạn đang chạy tốc độ hơi cao một chút xíu thì các bạn có thể để số 2 các bạn lên vẫn được, bình thường cái dốc đó nó không cao lắm. Nhưng mà nếu như mà các bạn mà đang chạy như mình hay đang nói chuyện, đang đi chơi, đang đi dạo từ từ vậy thôi thì các bạn nên để số 1. Để số 1 chắc chắn là sẽ không tắt máy đâu. Các bạn để số 1 và các bạn ngâm một mức ga, các bạn vô cua, các bạn cứ ngâm đúng cái mức ga đó là các bạn sẽ qua được. Nếu như cảm giác xe đuối thì các bạn có thể vặn cái mức ga lên nhẹ một chút xíu nữa, nhưng mà đừng có vặn mạnh quá nha các bạn. Nếu như các bạn vặn mạnh quá thì cái xe các bạn nó sẽ bị vọt lên. Và nó vọt lên thì sao? Thì các bạn sẽ phải thòng ga để bạn hãm cái xe các bạn lại. Và khi các bạn thòng ga lại á, đó là cái khoảng mà để cho cái xe bạn tắt máy đó. Nên là qua đường sắt, đi qua đường sắt thì nhớ bình tĩnh và chạy một cách êm nhất có thể, và nhớ là giữ cái ga của các bạn làm sao cho nó mượt nhất có thể ha. Đừng có thòng ga rồi nhả nha các bạn thòng ga rồi nhả là cái khả năng cao các bạn bị tắt máy rất là nhiều nha. Ra đường trường rồi bơm thôi, đem qua đường lên cầu vượt cho mấy anh. Cảm giác mới chỉnh cái côn lại các bạn, đi cái xe như kiểu đi xe mới, tại vì cái cảm giác nó lạ hơn, cảm giác nó sướng hơn và cảm giác mình thích cái cảm giác mới lạ này hơn á, nên là đi như kiểu đi xe mới vậy á. Nhưng mà thực ra là cái xe mình chạy 36.000 cây rồi. Rồi ok, mình sắp tới cái phòng khám rồi, thôi là mình sẽ dừng video tại đây thôi. Mình sẽ đi test Covid và mình qua công ty nha các bạn. Nếu như các bạn thấy hay cho mình một like video này, nhớ đăng ký kênh ở bên dưới thì dõi có một tôi vlog tiếp theo của mình nha. À, nhớ ủng hộ nhớt cho mình nha các bạn. Rồi tạm biệt các bạn, bye bye.